Sam cứu hổ trái tim. Vũ chính là người mua lại công ty Lần Hà từ tay Nghĩa. Vậy là giờ đây, theo như kế hoạch của Nghĩa và của An Niên, sau khi hoàn thành mục đích thì việc tiếp theo là bán công ty Lần Hà, rồi cả hai sẽ cuốn xéo cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng điều mà Nghĩa không ngờ được rằng người mua lại Lần Hà không ai khác chính là Vũ, khiến hắn ta vô cùng tức tối. Nhớ lại những câu nói mà Vũ đã từng nói với hắn ta rằng: "Kể từ giây phút này trở đi, tao sẽ chính thức quay lại, đồng hành và bù đắp cho Ngân Hà. Tao sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy." Khiến hắn như phát điên mà lên xe phóng như bay tới tìm Vũ. Nhìn thấy Vũ, Nghĩa kêu lên: "Thằng kia, mày đứng lại đấy cho tao." Nhưng nét mặt Vũ vẫn thản nhiên, cứ thế mà bước đi không thèm quan tâm tới. Thấy thế, Nghĩa vội vàng chạy tới chắn trước mặt Vũ. "Thằng khốn, mày bị điếc hay sao hả?" Nghĩa quát. Nhưng Vũ vẫn chả thèm để ý, cứ thế né sang một bên, định bước tiếp thì bị Nghĩa kéo lại. "Thằng khốn này, mày định nhờn với tao hả?" Rồi giơ tay định đúng tay đúng chân với Vũ, nhưng bị Vũ nắm lại. "Sao, mày muốn gì? Chả phải mọi chuyện đều theo ý của mày rồi không phải sao? Giờ mày còn muốn gì nữa?" Vũ chất vấn. Nghĩa mặt sửng rưng. "Mày tưởng tao sẽ cho chúng mày được toàn nguyện hay sao? Mày tính mua lại Lần Hà rồi quay về hạnh phúc với cô ta chứ gì?" Vũ nở một nụ cười đầy niềm vui. "Nếu như vậy thì là sao? Mày với cô ấy giờ không là gì của nhau. Mày có thể lấy vợ mới thì sao cô ấy và tao không thể tới được với nhau chứ? Nếu mày đến đây chỉ nói những điều vớ vẩn này thì biến, tao không có thời gian để đối co với mày đâu." Nói xong Vũ tính quay đi. Thì Nghĩa nói tiếp: "Tao sẽ không bán Lần Hà nữa, thì mày lấy gì để mua? Mày đừng có đắc ý sớm, tao sẽ không cho chúng mày được toại nguyện đâu." Vũ lúc này rất bình tĩnh. "Nếu vậy cũng được thôi. Nhưng có lẽ khi tới đây, mày vẫn chưa đọc kỹ bản hợp đồng đấy nhỉ? Tôi nhớ không lầm, thì trong bản hợp đồng đó có ghi rõ, nếu như một trong hai bên phá hợp đồng, thì bên hủy hợp đồng phải bồi thường gấp đôi số tiền mua lại Ngân Hà. Nếu mày làm được điều đó, thì cứ việc hủy." Nghe Vũ nói như vậy khiến hắn ta tức sôi sục máu, leo tới nắm lấy cổ áo Vũ mà hét lên: "Mày dám giở trò với tao sao, thằng khốn?" Vũ liền nói: "Mày có giỏi thì cứ đánh, nhưng tao nói trước, lần này tao sẽ không nhân nhượng cho mày như lần trước đâu. Mày biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng nghe có vẻ nặng đô của Vũ khiến Nghĩa cay cú, nhưng cũng đành phải rút tay cúp đuôi ra về. Vậy như những lời mà Vũ đã từng nói với Nghĩa, sau khi mua lại Lần Hà thì kế hoạch tiếp theo của Vũ sẽ như thế nào? Liệu anh sẽ làm gì để khiến cho tên Nghĩa bị đặt giá và đòi lại công bằng cho Ngân Hà? Mời các bạn hãy để lại những bình luận ở dưới video của chúng tôi. Chúc cho mọi người có những phút giây xem phim thật thoải mái và thư giãn. Đừng quên đăng ký theo dõi ông chú review để được cập nhật những thông tin mới nhất của bộ phim. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.